Đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà các tổ chức chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân dịp lễ Phật đản năm 2023 tại huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Đến thăm các tổ chức chức sắc tôn giáo tại huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự đóng góp của các chức sắc cơ sở Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là công tác thiện nguyện, góp phần cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc các chức sắc tăng ni Phật tử đón lễ Phật đản hạnh phúc, mong muốn các chức sắc tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp để xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển.